Cindy xin kính chào mọi người nha. Chia tay với anh Huy thì bây giờ Cindy lại chạy ngược ra cái khu Story để mà Cindy đi chợ và mua thực phẩm hàng tuần. Thì bây giờ Cindy trước khi mà đi đi chợ đó thì Cindy trở lại đường Story. Đây là một cái khu của người Việt Nam cũng sầm uất lắm mọi người. Và trong cái khu này nó có một cái quán ăn. Đó là một cái quán có cái tên cũng rất là quen thuộc với mọi người ở miền Bắc California này, đó là phở gà nhà. Thì phở gà nhà này trước đây nó là một cái quán bánh cuốn Tây Hồ, nhưng mà nó lại làm ăn không ăn nên làm ra mọi người. Và cái quán gà nhà này với lại vịt đồng quê với lại bún bò An Nam là một chủ đó mọi người. Và bây giờ người ta đã cũng chủ đó cũng sang lại hết mấy cái chi nhánh kia và còn giữ lại một hai cái thôi. Thì nếu mà ai ở miền Bắc Cali này mà muốn ăn phở gà, miếng gà, cháo vịt, gỏi vịt, bún vịt thì đây là một cái địa điểm mà tương đối nó ăn được Cindy cũng công nhận là ngon nha mọi người. Thì bình thường á nó cũng rất là đông khách vào cái line xếp hàng cũng khó khăn lắm. Nhưng mà nếu mà mình mua về nhà trong cái mùa này á thì mình chỉ cần order trước thôi, thì người ta làm cho mình xong rồi mình tới đó mình lấy. Thì Cindy đã order cháo vịt, gỏi vịt hôm nay. Thì Cindy từ nhà chạy tới đây 30 phút và Cindy tới pick up. Trước mặt Cindy cũng một vài cái chỗ bán thức ăn của người Việt Nam mình đó mọi người. Ngọc Sương, bánh canh ba miền. Bánh canh ba miền này nếu mà người nào ở đây lâu năm anh sẽ biết ngày xưa cái tiệm đó là tiệm Mỹ Khê. Họ buôn bán rất là thành công mọi người. Ông chủ là gốc người Huế, bán đồ ăn Huế rất là đông khách. Rồi sau đó thì ông chủ mướn một căn không đủ, mướn thêm một căn nữa mở rộng ra. Và không biết vì lý do phong thủy hay sao đó, sau đó rất là chậm và cái người chủ họ retire và họ sang tiệm mọi người. Thì nó chuyển qua là tiệm Phú Quý, rồi bây giờ nó là qua bánh canh ba miền. Và kế bên là Ngọc Sương, thì Ngọc Sương này thì cũng lấy tên bên Việt Nam thôi. Và họ cũng bán chủ yếu là món, các món bò như bò né rồi đó mọi người. Nếu như mà mọi người ở Bắc Cali này mà thèm món bò né Lam Sơn ở Việt Nam hay là bò né Hỏa Diêm Sơn gì đó thì chúng ta cũng có thể vào đây thưởng thức. Tuy nhiên cái mức độ ngon thì nó chỉ có 80% thôi, chứ nó không có xuất sắc. Thì Cindy cũng try thử mấy lần và thấy mặc dù ở bên Mỹ bò rất mềm nhưng mà không hiểu tại sao cách nấu của họ cũng không giống được như bò né ở Việt Nam. Thì xin thì nhân đây cũng giới thiệu cho mọi người ở Bắc Cali biết, nếu mà chúng ta thèm cái món bò né thì chúng ta tới đây cũng được. Và bây giờ xin thì để đi vào pick up cái món gỏi vịt nha. Có gì thì xin thì sẽ review gửi tới cả nhà. Xin thì vừa mới pick up xong cháo gỏi vịt mọi người. Thì Cindy lại tiếp tục đi mua một số cái thực phẩm cho gia đình. Trước mặt Cindy là khu chợ Lion. Thật ra hôm nay Cindy không có vào cái khu chợ Lion làm cái gì, mà cái mục đích chính của Cindy là Cindy lại đi vào giờ chợ Đức Hương. Sorry. Thì lâu lâu vậy đó. Thì nhà của Cindy thích ăn cháo gỏi vịt, và thay vì phải làm thì mấy cái món lỉnh kỉnh này thì Cindy hay đi mua. Và biết rằng ở trong Costco, nếu mà mọi người chúng ta muốn ăn vịt đó nha, Cindy cũng xin giới thiệu là ở trong Costco mọi người bán vịt mười mấy đồng con, rất là nhiều thịt nha. Nếu mà nhà nào còn đông đó, chúng ta vào Costco chúng ta mua vịt về nhà nấu cháo hay là nấu miếng gì á, rất là ngon mọi người. Và rất là sạch sẽ, người ta làm sẵn hết. Trước mặt Cindy là Hồng Kông điểm sắm, còn gọi là Thạch Thán.
Thạch Thánh này là nơi bán cháo, hủ tiếu, mì, cơm và bán đủ các loại điểm sắm. À, trong đó có heo quay nha mọi người. Thì nếu mọi người thích cái vị, heo quay của Hương Lan đó thì mọi người sẽ không thích Thạch Thánh. Nhưng mà đối với Cindy thì Cindy thấy Thạch Thánh ok. Thì Cindy sẵn đi ngang thì cũng giới thiệu cho mọi người một cái địa điểm. À, nếu chúng ta thích ăn những cái điểm sắm to go, những cái đồ ăn của người Hoa, bánh bao rồi này nọ, thì chúng ta vào đây. Bây giờ là đầu giờ chiều rồi mọi người, cho nên Cindy không có mua heo quay, bởi vì muốn mua heo quay là phải mua buổi sáng, lúc 10 giờ 11 giờ thì heo quay nó mới ngon. Còn bây giờ là Cindy mà có ghé vào thì cũng không ngon, cho nên Cindy không có mua. Mọi người coi kìa, khủng khiếp không mọi người. Weekend giờ trả Đức Hương get like. Đó, cho nên bữa Cindy có làm một cái review về bánh giò bánh chưng đó, mọi người biết tại sao mà nó đông như vậy. Thì bây giờ Cindy xếp hàng để vào trong mua đồ nha mọi người. Cindy chào lại mọi người nha. Thì như Cindy đã nói với mọi người là Cindy đi mua cháo cải vịt tầm biến không có nấu. Cuối tuần thì Cindy cho phép mình được enjoy bản thân ha. Thì sẵn hôm nay đi mua cháo cải vịt thì Cindy cũng review một vài thứ Cindy mua ở giờ chả Đức Hương luôn. Hôm nay thì Cindy mua bánh giò, nhưng mà bánh giò hết rồi mọi người. Như lời Cindy nói, bánh giò rất là đắt. Khoảng chừng 12 giờ trưa là hết bánh giò, 1 giờ là hết bánh giò. Thì chính vì hết bánh giò cho nên Cindy mua pate. Ở nhà đó Cindy cũng hay mua pate cho Hot Boy. Thì pate lớn này là bán 9 đồng nha mọi người. Nhưng mà pate này nếu mà thật sự mà mọi người muốn mua ngon là mua của Food to Go Thanh Hương nha mọi người, nằm ở đường Center đó. Nhưng mà bad luck một cái là mấy tháng vừa rồi có một anh chàng tên là Phương Homeless, thì anh chàng tự động lấy xăng đổ vô người và bật hộp vẹt, nóng quá chịu không nổi, chạy sao chạy vô luôn cả cái tiệm Thanh Hương của người ta, cháy nguyên cái tiệm Thanh Hương luôn. Và bây giờ người ta đóng cửa để người ta rebuild, xây dựng lại. Và nó xa quá, nó còn một cái chi nhánh nữa, nhưng mà xa quá xin thì không có đi. Nếu mà so sánh giữa cái pate của Food to Go Thanh Hương và của giờ chả Đức Hương á, thì Food to Go Thanh Hương ngon 10 thì giờ chả Đức Hương chỉ có 7 thôi nha mọi người. Nhưng mà tại vì Hot Boy nó hay ăn vả đó, tức là nó ăn không vậy đó. Nó là ăn cái chế độ diet không có tinh bột. Nó ăn thịt thôi, nó ăn tất cả mọi thứ nhưng mà nó không ăn tinh bột. Chính vì vậy mà Cindy hay mua để dành cho nó. Thì hôm nay Cindy mua 9 đồng. Nhưng mà nếu mà mua pate thì mọi người mua của Food to Go Thanh Hương ở Bắc Cali thì ngon hơn. Thì Cindy đổ rau câu thì cũng dễ lắm, nhưng cũng lười, có mình Cindy ăn. Thôi mua đại hộp này đi, hộp này 3 đồng mọi người. Rau câu dừa, người ta lấy nước dừa người ta làm cho mình luôn á. Thay vì ta bỏ vô trong trái dừa, người ta không bỏ thì ta bỏ trong cái hộp plastic này. Và nem thì Cindy đã review rồi mọi người, cho nên Cindy không có review nem nữa. Nhưng mà Cindy cho mọi người xem bánh mì cấp. Bánh mì cấp ở bên này họ làm lúc trước thì bánh mì baguette nó đặc ruột lắm, nó không ngon như ở Việt Nam. Mà sau này những cái lò bán Food to Go như là bánh mì là họ đã cải thiện, và rất nhiều nơi bán mì cấp này ruột giòn xốp nha mọi người. Thì dạo trước nó là 1 đồng 3 ổ, nhưng mà sáng nay Cindy mua thì chủ lò bánh mì Đức Hương và chả Đức Hương họ nói lên 25 sen, có nghĩa là 3 ổ như vậy là 1 đồng 25. Thì Cindy hay mua 1 đồng 2 đồng, thì thường thường buổi sáng để ăn sáng với lại bánh mì ốp la. Cindy có sẵn hem rồi có sẵn pate thì bỏ thêm. Thì thường ăn sáng là ở bên Mỹ thì phải tự làm ở trong nhà chứ không có đi ra ngoài đường, nên là Cindy thường mua những cái đồ thức ăn để mà làm thức ăn sáng trước khi mọi người đi làm. Rất là ngon nha mọi người. Mì mới ra đò lò, nếu mà Cindy bóp á là mọi người nghe cái độ giòn xốp đó. Nhưng mà tại vì Cindy không có
bóp vào bánh mì. Cindy không có muốn bể. Và cũng giới thiệu tới mọi người cái bánh mì ở bên Mỹ. Nó cũng có loại dài, loại lớn nha mọi người, chứ không hẳn là bánh mì cóc. Nhưng mà Cindy thấy bánh mì cóc là nó phù hợp cho một người. Thậm chí nhiều khi Cindy ăn á, Cindy còn móc cái ruột bỏ ra ngoài. Mặc dù ruột nó không có nhiều, nhưng mà Cindy ăn chỉ có cái vành ở ngoài thôi. Cho nên Cindy cũng muốn giới thiệu đến mọi người ở Việt Nam thấy ở đây nó có bánh mì cóc như thế nào. Và bây giờ Cindy sẽ review cái phần cháo vịt và thịt vịt cho mọi người xem nha. Thì hồi nãy đó là Cindy order nửa con vịt và một tô cháo không. Thì người bán hàng người ta nói với Cindy là 31 đồng. Thì để Cindy mở ra cho mọi người xem cái gỏi vịt cũng như cháo vịt nha. Nhìn cái gỏi vịt làm cho mình nhớ lại gỏi vịt Thanh Đa ha mọi người ha. Thì Cindy cũng xin thưa với mọi người là vịt ở đây cũng rất ngon nha mọi người. Thịt cũng rất dày và da mỏng béo. Thì một hộp thịt vịt này Cindy nói với mọi người là luôn cả cháo không. Cindy nghĩ cháo không khoảng 5 đồng. 31 đồng. Cindy nghĩ khoảng 6 đồng. 31 đồng như vậy là nửa con vịt mà người ta làm everything cho mình là 25 đồng nha mọi người. Thì nó có nước giấm nè. Rồi họ cho luôn cả nước mắm gừng ở trong này và ớt. Như cháo thì họ cho hành phi và hành ngò nha mọi người. Thì với một cái phần ăn như vậy thì Cindy nghĩ hai người ăn là no dư sức. Cindy chưa có trình bày ra bởi vì nhà cũng chưa có ăn. Một chút xíu nữa mới ăn thì Cindy chỉ việc hâm cháo lại và đổ cái giấm vào trong gỏi cũng như là để thịt vịt lên. Thì nếu tính ra khoảng một con vịt ở ngoài thì họ bán một lời một đó mọi người. Bởi vì xin gì được biết ở trong Costco bây giờ nếu thật sự nó có lên giá thì một con vịt khoảng 20 đồng hơn. Thì mình cũng thông cảm thôi, bởi vì tiền mướn nhà này, tiền công nhân này, tiền vốn của anh ta thì bắt buộc là họ phải như vậy. Nhưng mà nhà đông người thì chúng ta nấu nó có lợi, nhưng mà nhà ít người thì một người thích ăn, một hai người thích ăn thì đi mua như thế này thì nó tiện lợi hơn. Và ngày nghỉ của Cindy là bây giờ là 4:30, cho nên là Cindy thấy thời gian đi quá nhanh mọi người. 4:40 rồi, xin lỗi, mới 4 giờ à. Đồng hồ của Cindy có một cái nó chạy chạy trước, còn cái treo tường thì nó mới 4 giờ, tức là Cindy dậy từ 7 giờ sáng và làm công việc mọi thứ, và bây giờ là 4 giờ chiều. Mỗi mỗi ngày Cindy dậy á thì đều thấy cái công việc của mình làm không có đủ thì giờ mọi người. Thấy thời gian nó đi quá nhanh, và cái sự mà thấy thời gian đi quá nhanh như vậy có nghĩa là đồng nghĩa với lại Cindy là một người busy, một người sống không có waste time, phí bỏ thời gian, và Cindy cũng là người yêu thích như vậy. Rất thích được năng động, được tích cực, được làm những cái việc có ích khi mà cái thời gian, cái tuổi mình càng ngày nó càng lớn. Và hôm nay thì tóm lại Cindy có một ngày đi làm công việc từ thiện với anh Huy, anh Nhàn, rất vui, rất là hạnh phúc. Sau đó thì được đi chơi với hai anh, giải khuây trong một thời gian ngắn, rồi về đi chợ đi búa và làm những cái công việc của mình thích. Và bây giờ là sắp sửa tới giờ ăn chiều. Thì xin gì xin kính chào mọi người và hy vọng rằng những cái giờ phút xin gì quay những cái clip phim này đưa lên sẽ nhằm giải trí cho mọi người trong những cái lúc nhàn rỗi. Xin gì rất vui và xin kính chào mọi người, kính chúc mọi người an lành hạnh phúc, và xin gặp lại mọi người trong những cái vlog sau. Bye bye, I love you.